Sáng nay, Bộ phận Thường trực của Thành ủy Đà Nẵng thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các phường Vĩnh Trung và Chính Gián, quận Thanh Khê về tình hình thực hiện kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và kế hoạch 45 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Lê Thị Mỹ Hạnh chủ trì buổi làm việc. Thời gian qua, Đảng ủy các phường Vĩnh Trung và Chính Gián đã bám sát các nội dung văn bản chỉ đạo của Trung ương, của quận ủy, kịp thời hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện. Cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, các đoàn viên, hội viên trong toàn đảng bộ đều nhận thức ý nghĩa, nội dung và sự cần thiết của việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, kết luận 21 gắn với việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả thực hiện có tác động tích cực trong việc rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao của mỗi cán bộ đảng viên. Các chi ủy, chi bộ, mặt trận, đoàn thể chính trị ở phường hàng năm luôn chú trọng xây dựng chương trình đăng ký làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác sát với tình hình thực tế, gắn với việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tuyên truyền nâng cao ý thức trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.